Hay, Noel này buồn quá, chắc lại không có quà. Nhưng mà người có ta. Ui, cái gì đây? Quà. Quà. Ây da, nặng quá. Sao phải laptop studio mọi người ơi. Vậy là Noel năm nay không còn buồn nữa các bạn ạ. Moon vừa nhận được một món quà đến từ surfpro.vn. Và đây là con máy laptop studio mới nhất của nhà Microsoft. Để chia sẻ buổi này thì mọi người hãy cùng Moon khui hộp. Trước khi mở hộp thì các bạn hãy cùng Moon xem qua thông số cấu hình của con máy này nhé. Đây là con laptop studio Gen 11 Core i5 16GB, 256GB SSD và có màu bạch kim. Cùng khui nha. Wow, âm thanh của mở hộp. Các bạn có thích nghe âm thanh này không? Đây, mình sẽ mở nắp nha. Hôm nay mở kiểu này. Ok, đây các bạn. Đây là con laptop studio nguyên siêu. Rồi, muốn bóc siêu nha. Đẹp quá mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Wow. Thank you Sophie Pro. Rất là đẹp. Ok, bây giờ sao đây? Lần đầu tiên sử dụng con máy này. Đây các bạn. Xịn quá. Ở đây để được xíu nha, Moon sẽ coi trong hộp còn gì nữa. Vâng, và vẫn vậy. Vẫn như mọi lần. Giấy hướng dẫn nè. Sổ hướng dẫn nè. Surface Laptop Studio. Vì con Surface Laptop Studio là khá đặc biệt nên là cái hướng dẫn nó cũng khác, không phải là một tờ giấy đơn thuần các bạn. Ở trong này, đó các bạn thấy nha, hướng dẫn chúng ta ba cách sử dụng của máy. Thứ nhất là laptop nè. Thứ hai là sử dụng theo studio mode. Và cái cuối cùng chính là tablet. Các bạn thấy nha, rất là kỹ luôn. Và đây là cục sạc 65W. Tại vì đây là con máy Core i5 nên cục sạc nó 65W. Nếu các bạn chọn cấu hình Core i7 thì cục sạc nó sẽ là 102W. Ok. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. Yes. Mình sẽ mất rất nhiều thời gian để set up nó. Và Moon sẽ làm một video review chi tiết sản phẩm xịn sò của Microsoft này. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nha.